Dạ, hello mấy bà Gorlayer ha. Thì trước đó, nhà phát triển đã ra một bản update rất là dài luôn về những cập nhật sắp tới sẽ đến Dead by Daylight. Thì lúc đó tôi đã làm một video mà gần một tiếng để tôi giải thích hết tất cả đó. Thì vào ngày 12 tháng 7, nhà phát triển đã đăng thêm một bản update nữa. Mà những cái update này nè là update dựa trên những cái update trước đó. Và đây sẽ là nội dung chính của video hôm nay. Tôi thấy mình nên làm cái video này để cập nhật cho anh em biết những thay đổi đó. Nếu không thì anh em chỉ xem video trước đó thì có thể những thay đổi về sau này nè anh em có thể không biết. Lúc đầu á thì tôi cũng không biết là có sự tồn tại của cái bản update thứ hai này đâu anh em. Tôi chỉ biết khi mà tôi xem video của ông Scott Shin này nè, ổng giải thích về cái patch note này, về cái update này. Lúc đầu tôi tưởng là hàng phát anh em, tại ông Scott này á, ông từng là một cái video giải thích patch note mà là đồ giả để ổng cho anh ấy. Với lại tôi đọc thử cái nội dung, tôi cũng cảm thấy cái patch này sao nó có kiểu lắng nghe ý kiến người chơi quá đấy. Mà cái việc lắng nghe ý kiến người chơi này thường hình như rất là hiếm khi xảy ra trong Dead by Daylight, nên tôi có cảm giác nó khá là không thật ấy. Nhưng mà khi mà tôi thấy những YouTuber khác cũng review cái patch note này là tôi biết đây là hàng real. Và hôm nay thì bây giờ tôi sẽ giải thích cho anh em những cái thay đổi này. Rồi, cái patch note này, cái update này á, thì nó ngắn thôi anh em, nên cái video này yên tâm là nó cũng sẽ không dài cỡ một tiếng như cái video trước đâu. Rồi, nãy giờ nói nhiều rồi, bắt đầu ha. Rồi, giờ tôi sẽ nói về cái progression này trước. First, cái đầu tiên, thì hồi trước mỗi trận là chúng ta chỉ có thể có được tối đa 32.000 điểm Blood Boy. Nhưng mà bây giờ nhà phát triển nâng cái mức maximum đó lên, là bây giờ chúng ta có thể có được 40.000 điểm Blood Boy mỗi trận. Cái second, thứ hai, cái này kiểu như ví dụ là tôi trùng sinh cho con thỏ đi, thì con thỏ sẽ bị reset lại level 1. Và khi ở level 1 thì tôi chỉ có thể, hoặc những level thấp thấp á, thì tôi chỉ có thể có được những cái add-on common, tức là những cái add-on độ hiếm không cao, add-on nâu nè, add-on vàng chẳng hạn. Muốn có những add-on mà độ hiếm cao hơn, ví dụ như add-on xanh, add-on tím, thì tôi phải level con thỏ lên cao hơn mới có. Thì nhà phát triển sẽ, tôi đọc thì tôi hiểu là nhà phát triển sẽ xem xét lại việc này, tức là ở những cái level thấp như vậy nè thì chúng ta vẫn có cơ hội có được những cái add-on có độ hiếm cao, ví dụ như add-on đỏ, add-on xanh chẳng hạn. Hồi ở server test thì để mà prestige nhân vật thì sẽ mất 50.000 điểm Blood Boy, nhưng mà khi mà lên server chính thức thì nó sẽ chỉ giảm là 20.000, còn 20.000 điểm Blood Boy mà thôi. Làm vậy là để khuyến khích mình trùng sinh nhân vật đó anh em. Cũng nói về Blood Boy thì hồi trước 1 triệu điểm Blood Boy là maximum, là cái cap á. Nhưng mà bây giờ cái cap đó sẽ nâng lên thành 2 triệu điểm Blood Boy, là giúp mình trữ được Blood Boy nhiều hơn ấy. Đây tôi phái cái này. Và cuối cùng thì cái đoạn này có thể giải thích là, ví dụ giờ tôi cái level trùng sinh của thằng Twilight của tôi là level 3 đi, thì khi cái bản update này lên server chính thức thì thằng Twilight cũng sẽ Rusty level 3 theo cái hệ thống trùng sinh mới. Nhưng mà bây giờ người ta sẽ tăng cái mức bonus đó lên là 2 Rusty level, tức là với cái hệ thống mà trùng sinh mới, thằng Twilight của tôi sẽ thành level 9 chứ không phải là level 3 như trước. Còn phần này thì nhà phát triển nói về cái hiệu ứng Endurance. Thì hiệu ứng Endurance thì anh em cũng biết là một hiệu ứng rất là mạnh của Survivor. Nó cho phép chúng ta thay vì bị hạ gục đó thì có thể nhận thêm được một hit. Hiệu ứng này rất là mạnh, nó có thể chống lại được cả cưa của cơ mập nè, hay là Michael level 3 vân vân. Thì hồi ở trên server test, nhiều Survivor chơi kiểu mà stack cái hiệu ứng Endurance này đó anh em. Stack tức là chồng lên nhau á. Tức là ví dụ nó có hiệu ứng Endurance từ Up the Record rồi đúng không? Nó còn xài thêm hiệu ứng Endurance từ Death Heart rồi từ Medal of Man. Tức là mình nó đỡ 3 hit, ví dụ vậy. Nhưng mà nhà phát triển điều chỉnh là chỗ đó.
bây giờ hiệu ứng Endurance sẽ không thể bảo vệ, không còn tác dụng bảo vệ cho Survivor khi mà Survivor đó đã dính hiệu ứng Deep Woo rồi. Hiệu ứng Deep Woo là sao? Tức là khi mà Survivor đang có hiệu ứng Endurance và Killer chém một nhát thì nó sẽ gây ra hiệu ứng Deep Woo. Việc này á thì là để nhằm làm cho cái hiệu ứng Endurance này nè chỉ có thể bảo vệ Survivor một lần duy nhất, chứ không thể mà stack nạp chồng lên nhau như vậy. Nhưng mà lưu ý là cho tới khi mà chúng ta man cái hiệu ứng Deep Woo này đi á, thì những cái hiệu ứng Endurance còn lại nó vẫn có thể kích hoạt nha. Chỉ là những cái hiệu ứng Endurance còn lại á, nó không thể kích hoạt khi mà có hiệu ứng Deep Woo mà thôi. Phần này chắc là hơi khó hiểu một xíu, nhưng mà nói chung tôi cũng dễ hiểu à. Và lưu ý là Survivor vẫn có thể có hiệu ứng Endurance khi mà đang dính hiệu ứng Deep Woo nha anh em. Nhưng mà chỉ khác là hiệu ứng Endurance sẽ không thể bảo vệ Survivor khi mà đang dính hiệu ứng Deep Woo đó. Rồi, bây giờ tôi sẽ nói về những update của các perk nha anh em. Đầu tiên là con mèo Spy Shield. Con mèo Spy Shield, giống như tôi đã từng nói anh em, nó không đáng bị nép. Nhưng mà nép thì vẫn nép thôi quý vị ơi. Nhưng mà cái update này là sao? Cái update này á là vì có một bộ phận người chơi người ta sử dụng Spy Shield là những người chơi bị khiếm thính nè anh em. Tức là những người mà gặp vấn đề về nghe á, người ta không thể nghe được cái nhịp tim của Killer, nên người ta sử dụng Spy Shield để biết khi nào mà Killer tới gần. Thì nhà phát triển muốn support, muốn hỗ trợ cho cộng đồng người chơi đó, nên nhà phát triển quyết định thì sẽ thêm cái visual indicator vào cái Spy Shield này để thể hiện về cái độ mạnh của nhịp tim Killer. Thì tôi hiểu là chắc nó sẽ thêm cái icon hoặc thêm cái gì đó mà mình nhìn thấy được vào cái perk Spy Shield này nè. Tức là khi nhịp tim Killer càng mạnh á, thì cái perk này nó cũng sẽ phản ứng tương ứng theo như vậy, để cho người ta có thể nhìn vào cái perk mà biết được cái độ mạnh của nhịp tim Killer đó anh em. Death nữa. Cái đề tài này chưa bao giờ hết hot trong cái cộng đồng Death by Daylight quý vị. Thì hồi ở server test thì chúng ta đã biết là khi mà nhấn nút kích hoạt, Death sẽ cho Survivor có hiệu ứng Endurance trong 1 giây. Và trong thời gian 1 giây đó, Survivor không thể phóng cửa sổ hay làm cái gì khác đâu nha. Thì bây giờ mấy anh nhà phát triển thấy 1 giây là chưa đủ chết bây giờ. Nó giảm còn có 0.5 giây ông nội ơi. 0.5 giây là một xíu thôi đó mấy ba. Là hình như hơn một cái cú chớp mắt một loáng nè. Với lại ngoài cái việc mà đó, thì nhà phát triển còn sẽ điều chỉnh là cái animation á, khi mà Survivor sử dụng Deathhaw dòm cho nó thuận mắt hơn. Chứ ở server test mấy ông mà dòm thử cái animation Deathhaw dòm rất là ngu. Cái Deathhaw bây giờ nói thiệt á, nói bị nép tới mức ra chuồng gà chơi là nhẹ đó. Thiệt, 0.5 giây khó vãi nồi luôn. Nếu mà canh đúng thì ok, rồi coi như mình được cái mạng thứ ba đi. Nhưng mà có 0.5 giây quá là ngắn. Giờ muốn dùng nó né rìu con thỏ hoặc là né con bò lai cũng khó nữa. Đặc biệt là con y tá. Giờ dùng Deathhaw né con y tá lại càng khó hơn nữa. Cái này theo kinh nghiệm của tôi là Deathhaw là cái perk mà hữu hiệu nhất mà để trị con y tá đó anh em. Giờ Deathhaw ra chuồng gà là giờ con y tá là chính xác là bà hoàng của Death by Daylight. Không có Killer nào mà đụng tới nổi cái móng giò con đó. Trời. Không lẽ thời hoàng kim của Killer đã tới rồi tụi bay? Mà Killer Man say yeah. Ơi đất ơi, chắc tôi không phải chuyển thành Killer Man nữa. Không Man Survivor nữa đâu. Rồi về sự thay đổi của perk Up the Recoil thì Up the Recoil sẽ không kích hoạt khi mà cái cửa đã mở rồi anh em. Thì nó cũng giống như cái gì Decisive Strike hồi trước đó thôi. Làm vậy để ngăn cái trường hợp mà Killer không thể làm gì được khi mà Survivor mang perk này lúc mà cửa đã mở đó anh em. Thì ngăn cái trường hợp tương tự như cái Decisive Strike cũ thôi. Nhưng mà cái hiệu ứng 80 giây Endurance thì vẫn giữ nha, lưu ý chỗ đó. Nhưng mà bây giờ thì tại Endurance nó sẽ không kích hoạt khi mà Survivor dính hiệu ứng Deep Woo, nên coi 80 giây vậy chứ cũng không ngon lắm.
Và nên nhớ một cái nữa là hiệu ứng endurance này sẽ kết thúc khi mà survivor thực hiện cái hành động gọi là conspicuous action, tức là sửa máy nè, hồi máu cho người ta. Chứ người ta hồi máu mình không phải là conspicuous action, hay là phá móc, phá đầu lâu chẳng hạn. Tiếp theo là perk overjack, một cái perk mà tôi nghĩ sẽ trở thành meta nếu nó giữ nguyên công dụng từ server test lên server chính thức. Nhưng không, mà nó bị nép trước khi lên server chính thức rồi quý vị. Thì hồi ở server test, công dụng của nó là khi đặt máy, cái máy sẽ tuột với tốc độ 100% và nó lên từ 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 lên 400% trong vòng 30 giây. Nhưng mà nhà phát triển cảm thấy như vậy là little extreme á, tức là quá mức á. Khi đặc biệt là khi đi chung với Corn Upright, một cái perk mà làm cái máy tuột với tốc độ 200% so với bình thường. Nên bây giờ cái overjack này nè, khi mà anh em đạp máy á, thì cái máy sẽ tuột với tốc độ 75% so với tốc độ bình thường, và nó lên từ 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 lên tới 200% trong khoảng thời gian là 30 giây. Tức là trong 12 giây đầu cái máy sẽ tuột dưới cái tốc độ bình thường, sẽ tuột rất là chậm luôn. Nhưng mà để càng lâu á, tập và càng không chạm vào cái máy lâu á, thì cái tốc độ nó sẽ tuột càng nhanh. Thì tôi thấy gì, tôi hơi thắc mắc vậy. Nếu mà cái tốc độ maximum của nó là 200% mà trong 30 giây mới đạt được 200%, vậy thì tôi xài Corn Upright luôn cho rồi đúng không? Tại Corn Upright là mấy ông đạp phát là nó tuột với tốc độ 200% liền, đúng không nhờ? Đấy, thì nhưng mà cái combo này nếu mà đi chung giữa Overjack với Corn Upright thì vẫn còn xài được nha anh em. Nhưng mà nó chỉ không overpower, không bá như trước thôi. Update tiếp theo là về perk Botany Knowledge. Thì Botany Knowledge bây giờ chỉ tăng tốc độ heal khi mà heal bằng self-care hoặc heal bằng bull, hoặc là heal cho người khác thôi anh em. Chứ heal bằng medkit là bị phạt tốc độ nha, sẽ phạt 20% efficiency. Cái việc này á, là để làm cho heal bằng mấy cái heal bằng tay không á, thì nó support. Nhưng mà khi heal bằng medkit thì nó phải nép lại. Tại nếu mà medkit heal đã nhanh rồi mà đi kẹp với botany nữa thì nó sẽ rất là ghê. Thôi mà thôi vậy cũng được đi, miễn nó đừng nép cái medkit là thấy mừng rồi. Rồi perk tiếp theo là distortion. Distortion thì như anh em cũng đã biết là nó sẽ mất một token. Đầu dáng sẽ có 4 token và một token sẽ bị mất khi mà killer nhìn thấy aura của chúng ta. Và bây giờ nó có thể gạt lại khi mà trong chúng ta ở trong bán kính nhịp tim của killer, hình như trong 30 giây là một token, nhớ mang máng. Bây giờ mỗi lần mà khi distortion mất một token á, nó sẽ phát ra cái âm thanh báo hiệu tinh hay là cái gì đó để cho mình biết là lúc đó là aura của mình đã bị killer thấy, sẽ bị killer thấy nếu không có distortion. Nói vậy thì đúng hơn. Hồi đọc tới chỗ này thấy cái chữ ái anh quêu mà tưởng nhà phát triển nó hồi tâm chuyển ý. Nó bấp bấp lên xíu anh em, mà nhưng không, ngày tàn survivor tới rồi. Nó để cái hình này thôi, nhưng mà cái được update á là cái việc mà nhiều survivor có đứa rên lớn, có đứa rên nhỏ, đúng không? Như ông A đi, ông A á, ông rên rất là nhỏ anh em, có thể không mang á anh Will á thì cũng rất là ok. Nhưng mà mấy con giống như con mặt trời mà nó rên từ đầu má mà cuối má kêu lo nghe. thì mấy con như con mặt mà không mang á anh Will là tự sát rồi. Nên nhà phát triển sẽ điều chỉnh là chỗ này, làm cho cái âm lượng á, cái volume của survivor khi mà rên khi bị thương nó ngang bằng nhau xíu, nó không có chênh lệch quá mức. Về perk Inner Focus thì cái perk này không được thay đổi trên server test, nhưng mà nhà phát triển vẫn quyết định thay đổi nó một xíu khi mà chuẩn bị lên server chính thức. Trước đây thì cái perk này cho phép chúng ta thấy được crash mark, đó là dấu chân của đồng đội trong khoảng cách 32m. Bây giờ thì nhà phát triển sẽ bỏ cái giới hạn về khoảng cách luôn, tức là thấy crash mark của đồng đội khắp mọi nơi. Thì
tôi không biết cái việc mà thấy crash mark dấu chân của đồng đội là giúp ích được gì à. À, có thể là khi mà mình cần hiêu máu á, thì tự nhiên mình thấy xa xa có dấu chân đồng đội thì mình có thể chạy lại nhờ nó hiêu, thì tôi nghĩ tới trường hợp đó cũng được. Nhưng mà nếu mà muốn phát hiện ra đồng đội á, thì thôi thiệt thà tôi mang bon thấy còn ổn định hơn á. Nhiều lúc crash mark là 3-4 con nó chạy rồi tùm lum hết rồi mình biết đường đâu tìm quý vậy, đúng không? Nói chung cái này là nhà phát triển bắp cái phó này, nhưng mà bắp hay không bắp tôi thấy nó cũng phế rồi. Rồi còn phần này thì nói về những cái visual changes, tức là những cái thay đổi về mặt hình ảnh nữa chứ không phải gameplay như lúc nãy. Đầu tiên là về cái port charms. Charms là cái gì? Charm là cái với survivor nó là cái móc đeo quần, không, cái móc khóa treo trên cái quần, thấy không? Đây cái móc khóa chút ác ông nội ơi, mà không để ý là không thấy luôn á. Thường mình vô trận mà chạy kêu lo muốn tuột áo vú, ai mà để ý thế này quý vị. Còn với kêu lo ấy thì charm là cái đồ mà nó treo trên cái móc đó anh em. Nhưng nhiều lúc anh em thấy tôi chơi game mà kêu lo nó treo hình cái bắp ngô hoặc hình cờ LGBT trên cái móc á, thì đó là cái charm của kêu lo ấy. Hồi ở server test thì khi mà ở level trùng sinh 7, 8, 9 thì survivor và killer sẽ được cái charm là cái unique perk, cái perk riêng biệt của nhân vật đó. Như anh em thấy đây là cái charm của con Nia nè, balance landing. Nhưng mà hồi ở server test thì cái charm, cái nền nó là màu đỏ, nhưng mà bây giờ sẽ đổi thành màu tím. Không biết tại sao lại đổi thành màu tím nha. Tôi nghĩ cái này màu đỏ đậm thì đẹp hơn chứ, đúng không? Rồi, còn đây là cái character portrait effect, đó là cái hiệu ứng mà ở cái hình đại diện của nhân vật khi mà trùng sinh đó anh em. Thì hồi ở server là chỗ này là mấy cái vàng vàng nó chiếu dòm cũng khá là ngon mắt, nhưng mà bây giờ nó sẽ đổi thành cái dấu đỏ sọc sọc phía sau. Và hình như mấy cái dấu đỏ đó nó cũng có animation nữa. Còn đây anh em thấy mấy cái số như 7, 6, rồi 6, 5 được không? Đó là cái prestige level, tức là cái level trùng sinh của nhân vật đó. Thì đây, những cái prestige level đó sẽ có cái icon như cái hình dưới này nè. Không, level 1, 2, 3 rồi là còn cho đồ xấu đúng không? Mà lên 16, 17 bắt đầu vàng, lên đây qua lá hẹ đồ ghê phải nồi. Lên 100 là thấy đỏ lòm bự chán rồi. Lúc này là kiểu VIP rồi đó, là sắp nắm trùm con game rồi đó. Rồi, giờ rồi tôi đã trình bày xong cho anh em những cái sửa đổi bổ sung của cái bản cập nhật siêu to khổng lồ sắp tới. Tôi nghĩ là cái ngày mà bản update này lên server chính thức cũng rất là gần rồi đó anh em. Và tôi rất là nôn nóng để mà trải nghiệm những cái update này, vì đây là một bản update rất là lớn. Tôi nghĩ cái cục diện của Dead by Daylight có thể sẽ thay đổi rất là nhiều sau cái bản update này đó. Rồi, giờ video cũng đã dài. Giờ tôi sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả anh em vì đã dành thời gian theo dõi. Bye bye tất cả anh em và hẹn gặp lại anh em ở những video kế nha. Goodbye.